Kính thưa quý vị, trong thời gian gần đây, dư luận xã hội dậy sóng với việc công bố kết quả xử lý văn bằng của ông Vương Tấn Việt, người nổi tiếng với pháp danh Thích Trân Quang, một nhân vật gây tranh cãi trong giáo hội Phật giáo quốc doanh Việt Nam. Kết quả điều tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy, ông Việt đã sử dụng bằng cấp 3 bổ túc văn hóa không hợp pháp, vi phạm nghiêm trọng, quy định về văn bằng, chứng chỉ giáo dục. Hành vi gian lận này không chỉ gây bức xúc trong dư luận mà còn làm lộ rõ những vấn đề tồn tại sâu xa về đạo đức và pháp lý trong hệ thống Phật giáo nhà nước. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố rằng, sau khi xem xét cẩn trọng quá trình đào tạo, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng, kết quả xác minh cho thấy bằng cấp 3 của ông Vương Tấn Việt là không hợp pháp. Ông Việt đã thừa nhận hành vi này và các văn bằng liên quan đến việc học tập của ông hiện đang được yêu cầu thu hồi theo quy định pháp luật. Việc gian lận này không chỉ đặt ra câu hỏi về phẩm chất đạo đức của một người đứng đầu trong hệ thống Phật giáo quốc doanh, mà còn buộc dư luận phải xem xét kỹ lưỡng, vai trò và trách nhiệm của các cơ quan quản lý trong việc kiểm soát và xử lý những sai phạm như thế này. Không chỉ dừng lại ở vấn đề bằng cấp ba giả, Thích Trân Quang từ lâu đã gây nhiều nghi vấn về tính học vị tiến sĩ của ông. Trong nhiều năm, Ông ta tự quảng bá bản thân như một học giả, một nhà sư có học thức sâu rộng, thậm chí có khả năng truyền đạt triết lý Phật giáo với sự kết hợp khoa học hiện đại. Việc ông Vương Tấn Việt sử dụng bằng cấp 3 không hợp pháp chỉ là đỉnh điểm của chuỗi hành vi mờ ám trong quá trình vươn lên của ông trong hệ thống Phật giáo quốc doanh. Theo công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh gửi đến Ban Tôn giáo Chính phủ, ông Vương Tấn Việt không có tên trong danh sách dự thi và bảng tên ghi điểm tốt nghiệp bổ túc văn hóa cấp 3. Điều này làm rõ hơn tính gian lận trong việc làm hồ sơ học tập của ông. Điều này cũng đồng nghĩa với việc từ bước đầu của hành trình học tập, ông Việt đã dính líu đến các hành vi vi phạm pháp luật, làm giả chứng chỉ để leo cao trong hệ thống Phật giáo. Nếu những sai phạm này đã tồn tại từ rất lâu mà không bị phát hiện hoặc không được xử lý kịp thời, Câu hỏi đặt ra là Tại sao hệ thống pháp luật và các cơ quan quản lý lại để ông ta lọt qua các kẽ hở pháp lý này? Ngoài hành vi giang lận bằng cấp, Thích Trân Quang còn là tâm điểm của nhiều biểu biểu bối khác trong quá khứ, đặc biệt liên quan đến các hoạt động truyền bá mê tín dị đoan và lấn chiếm đất rừng phòng hộ. Ông ta nổi tiếng với việc tổ chức các buổi giảng Pháp mà ở đó nội dung thường chứa đựng những quan điểm lệch lạc, bị chỉ trích vì tuyên truyền các thông tin không chính xác và mang tính mê tín ví dụ ông ta từng khẳng định rằng con người có thể dùng phương pháp khoa học tâm linh để giao tiếp với các thế giới khác một ý tưởng mà hầu hết các phật tử chân chính đều cho rằng hoàn toàn không phù hợp với giáo lý phật giáo thêm vào đó thích chân quang còn bị chỉ trích vì những hành vi lấn chiếm đất có nhiều báo cáo cho biết ông đã sử dụng các mối quan hệ với các quan chức cấp cao để thực hiện việc lấn chiếm đất đai ở các khu vực được bảo vệ, vi phạm luật pháp về quản lý đất đai. Những vụ tranh chấp này không chỉ làm xấu hình ảnh của ông ta mà còn đặt ra nhiều nghi vấn về việc ông ta có nhận được sự bảo vệ ngầm từ các cơ quan chức năng hay không. Cụ thể, vụ việc liên quan đến khu đất ở Bà Rịa Vũng Tảo mà Thích Trân Quang bị cáo buộc lấn chiếm là một trong những ví dụ điển hình cho việc lợi dụng danh nghĩa tôn giáo để chiếm đoạt tài sản công mặc dù vụ việc này đã gây phẫn nộ trong dư luận nhưng cho đến nay vẫn chưa có kết quả xử lý rõ ràng điều này khiến nhiều người lo ngại rằng những sai phạm của thích trân quang sẽ tiếp tục bị che giấu bởi một mạng lưới bảo trợ quyền lực trong hệ thống chính trị và tôn giáo với tất cả những thông tin đã được công bố câu hỏi lớn nhất hiện nay là liệu các cơ quan chức năng có xử lý thích trân quang và các bê bối của ông ta theo đúng quy định của pháp luật, hay một lần nữa, mọi thứ sẽ bị lấp liếm và che đậy. Đã có những động thái ban đầu từ phía Bộ Giáo dục và Đào tạo khi họ yêu cầu thu hồi các văn bằng của ông Vương Tấn Việt. Tuy nhiên, việc này mới chỉ là bước khởi đầu và dư luận đang chờ đợi một cuộc điều tra toàn diện hơn về tất cả những bê bối khác mà ông ta liên quan. Nếu các cơ quan chức năng thực sự nghiêm túc trong việc xử lý vụ việc này, thì không chỉ dừng lại ở việc thu hồi bằng cấp mà cần phải có một cuộc điều tra sâu rộng về việc ông việt đã sử dụng bằng cấp giả như thế nào để tiếp cận các vị trí quan trọng trong hệ thống phật giáo cũng như làm rõ trách nhiệm của những cá nhân và tổ chức đã tiếp tay cho hành vi này hơn nữa cần phải có một cơ chế giám sát độc lập để đảm bảo rằng những sai phạm tương tự không thể tái diễn trong tương lai trong khi những người như Thích Trân Quang lợi dụng danh nghĩa, tôn giáo để mưu cầu lợi ích cá nhân, thì những nhà tu hành chân chính như Thầy Thích Minh Tuệ lại bị đẩy ra ngoài rìa xã hội, bị đàn áp bởi hệ thống Phật giáo quốc doanh. Thầy Minh Tuệ đã chọn con đường khổ hạnh, sống đời tu hành giản dị, thực hành các hạnh đầu đà, không tham gia vào các hoạt động mê tín hay tranh chấp lợi ích. Thế nhưng, thay vì được tôn vinh, ông lại bị giáo hội quốc doanh tìm cách loại trừ và bôi nhỏ, chỉ vì ông không tuân theo con đường chính trị của họ. Sự đối lập giữa hai hình tượng thích chân quang và thích minh tuệ là một minh chứng rõ ràng cho sự xuống cấp của hệ thống Phật giáo quốc doanh tại Việt Nam. Những kẻ gian dối, tham lam như chân quang được bảo trợ và nâng đỡ, trong khi những người tu hành thực sự lại bị cô lập và đàn áp. Điều này càng làm cho công chúng mất lòng tin vào giáo hội và hệ thống tôn giáo nhà nước và đặt ra câu hỏi về tương lai của Phật giáo Việt Nam. Vụ bê bối của Thích Trân Quang liên quan đến bằng cấp giả và các hành vi vi phạm pháp luật khác là một hồi chuông cảnh tỉnh cho cả giáo hội Phật giáo quốc doanh và các cơ quan chức năng. Nếu không có những hành động xử lý mạnh tay và minh bạch, thì không chỉ hình ảnh của Phật giáo mà cả niềm tin của công chúng vào hệ thống pháp luật cũng sẽ tiếp tục bị suy yếu. Việc thu hồi bằng cấp chỉ là bước đầu tiên và dư luận đang chờ đợi những biện pháp mạnh mẽ hơn để đảm bảo rằng những kẻ gian dối như thích trân quang phải đối mặt với sự trừng phạt thích đáng pháp luật cần được thực thi một cách công bằng và nghiêm minh để không một cá nhân hay tổ chức nào có thể lợi dụng tôn giáo để thực hiện các hành vi phi pháp tiếp theo cần nhắc đến tên ma tăng thích trúc thái minh này đã lừa đảo phật tử không biết bao nhiêu lần và không biết bao nhiêu người từng là nạn nhân của hắn những tội tày đình của hắn trời người không thể dung thứ thế nhưng giáo hội từ trước tới giờ chỉ mới kỷ luật hắn bằng hai lần sám hối với hình thức sám hối như vậy việc kỷ luật đó có khác gì gãi ngứa và càng khiến hắn thêm tự đắc coi trời bằng vung coi luật nhà phật như đồ chơi trong túi vì sám hối điều cốt lõi là lòng thành biết nhận ra cái sai và tự hứa với chính mình không mắc phải thêm một lần nào nữa mà suy cho cùng Sám hối chỉ có giá trị ý nghĩa khi chính bản thân người mắc lỗi đó tự nhận ra, đối diện với chính lương tâm mình và tự suy xét sẽ điều chỉnh hành vi, chứ không phải bởi ai đó bắt buộc thực hiện. Rõ ràng, sau bao lần công luận lên án tên ma tăng này vẫn tồn tại, vẫn giao giảng, vẫn oai vệ như một lãnh đạo tinh thần với chúng đệ tử, nhất là những trẻ em tham gia các khóa tu. Điều đó đặt ra một dấu hỏi rất lớn đối với tất cả những ai có chút suy tư và câu trả lời cũng không khó. Chắc chắn ma tăng này có sự hậu thuẫn to lớn từ những thế lực ngầm không nhỏ đứng đằng sau. Vậy, ai đã chống lưng cho ma tăng này? Ai đã tiếp tay cho cái xấu cái ác? Ai đã bảo kê cho sự trà đạp lên pháp lý và luân lý? Để trả lời chính xác cho những câu hỏi này, chỉ có hai cách. Hoặc là các cơ quan chức năng vào cuộc, hoặc là cộng đồng và công luận tiếp tục đấu tranh vạch trần những góc khuất của chúng. Sở dĩ tôi không thể đứng im trước hành vi tội lỗi của tên ma tăng này là khi tôi nghe từ chính miệng hắn thốt ra những lời lừa gạt, xúi dục phụ nữ có thể đi phá thai. Như sau đây, ở chùa mình thì có cái phép thỉnh linh thức, thỉnh linh thức rời cái bào thai ấy, thì lúc ấy mình đi, mình nạo, mình hút, thì nó không mang cái tội mình phá thai. Đấy, cái đấy là cái đặc biệt. Nói như hắn nghĩa là hắn đã tu luyện được thần thông, phép thuật mà có thể khiến linh thức tức linh hồn của bào thai có thể xuất ly ra khỏi thân xác, bào thai ấy. Để rồi cái bào thai ấy chỉ còn là một cục thịt vô tri, vô giác, nên có thể nạo, hút mà không hề có tội lỗi gì, không một chút lương tâm dây dứt. Một sự vô đạo và phi nhân đến tột cùng. Vậy, hắn tu luyện loại đạo pháp gì mà có một năng lực cao siêu, quái ác đến như thế? Và hắn đã đạt được pháp thuật đó thật hay chưa? đề nghị cơ quan chức năng phải vào cuộc làm rõ bằng thực chứng hay giả sử hắn tu luyện đạt đến cảnh giới có thể đoạn hồn xuất ly linh thức như vậy thì phải xem đó thuộc loại pháp môn gì tà ma ngoại đạo gì ngay cả hắn có đắc loại pháp này thì càng phải lột ngay áo nhà sư mà buộc phải khoác lên một chiếc áo ngoại đạo khác vì tôi dám chắc đạo phật không có loại pháp môn và pháp thuật độc ác tàn nhẫn đến như vậy việc này thẩm quyền thuộc về những vị tu cao phẩm lớn trong giáo hội cần làm rõ và thông tin chính xác đến đại chúng để tránh gây hoang mang trong dư luận về vấn đề phá thai xưa nay và trên bất kỳ quốc gia lãnh thổ nào cũng là một vấn đề hết sức nhạy cảm vì nó liên quan đến nhân mạng vì nó gắn chặt vật với tinh thần nhân đạo nhân bản của con người do đó pháp luật ở mỗi quốc gia có những quy định hết sức nghiêm ngặt chặt chẽ đối với các tôn giáo hầu hết phá thai là việc làm trái đạo vì nó trái với tự nhiên đi ngược lại với tính hướng thiện bình đẳng và lòng từ bi bác ái mà các bậc giác giả đã thấu rõ và chủ trương giáo hóa đạo phật vốn là một đạo từ bi trí tuệ vậy mà một kẻ khoác áo nhà sư được bao người gọi thầy và bái lạy lại ngang nhiên giáo hoành giao giảng những việc bất thiện dã man mà như đúng rồi trước bao nhiêu phật tử không biết từ những lời sằng bậy của hắn đã có bao nhiêu sinh linh đã bị chối bỏ kiếp làm người. Nhà Phật có dạy rằng, được thân người là khó, phải tu nhiều đời nhiều kiếp mới thoát khỏi ba đường ác, ngạ quỷ, địa ngục, súc sinh. Và ngay cả cõi trời, cõi Atula, nghĩa nào đó vẫn không bằng cõi người. Vì chỉ khi mang được thân người và sống trong thế giới kham nhẫn này thì chúng sinh mới đủ duyên để tu hành, đạt giải thoát. Như vậy, với những luận điệu đầy tà kiến, tà tư duy và bất chính ngữ của Trúc Thái Minh nhiều đó cũng đủ khiến giáo hội dùng môn quy luật nhà phật mà tần suất hắn ra khỏi một tổ chức đại diện chính danh cho phật giáo việt nam ngay lúc này đồng thời ngoài tư cách tăng nhân thái minh còn có tư cách của công việt nam mà mọi công dân đều phải bình đẳng trước pháp luật mọi công dân không thể đứng trên những quy định của luật pháp vậy nên các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc làm rõ những hành vi vi phạm xem xét trách nhiệm trong khuôn khổ pháp lý để trả lại sự công bằng, công lý và tính gian đe, nghiêm minh của pháp luật nhà nước Việt Nam hiện hành. Bằng không, Thích Trúc Thái Minh sẽ một lần nữa xem mình như một ông hoàng với quyền lực vô hạn trong một đế chế thần quyền của riêng mình. Thưa quý vị và các bạn, theo lời của ông Hoàng Trí Bảo, từng tôn vinh thượng tọa Thích Trân Quang hay Vương Tấn Việt, như một người có phẩm hạnh cao quý, nhưng nay mọi thứ đã thay đổi. Bằng tiến sĩ mà ông này sở hữu bị thu hồi vì không hợp pháp, khiến mọi người vỡ lẽ rằng ông chỉ là một tiến sĩ ba trợn. Việc dùng bằng giả để khoe mẽ với các đệ tử trẻ có thể qua mắt họ nhưng lại làm lộ rõ sự giả dối khi ông liên tục xuất hiện trong các sự kiện với vẻ ngoài bảnh bao, phong cách, quốc trung hiền sĩ. Giờ đây, không có tấm bằng nào đủ để che giấu những hành động sai trái của ông. Chuyện này thực sự quá lố bịch. Dù có gọi bằng giả hay bằng không hợp pháp, thì kết quả cũng không khác nhau. Những lời tâng bốc lẫn nhau trong thời gian qua, giờ chỉ còn lại sự bẽ bàng. Vụ việc của Vương Tấn Việt đã phơi bày nhiều thiếu sót trong hệ thống đào tạo và nhân cách, khiến nhiều người không khỏi thắc mắc về những lỗ thủng trong giáo dục. Theo một số nguồn tin, việc thu hồi bằng tiến sĩ của ông này sẽ diễn ra sớm để hoàn tất quá trình xử lý. Dư luận trong nước hiện rất phấn khởi khi Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức kết luận rằng ông đã sử dụng bằng giả, không chỉ là cấp 3 mà còn là nhiều bằng cấp khác trước đó. Tuy nhiên, đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm vì đời sống của Thích Trân Quang còn đầy dẫy những lời dối trá và mưu đồ. Giáo hội Phật giáo Việt Nam có thể sẽ tiếp tục hành động khi ông Quang từng sử dụng bằng giả để được phong tỷ kheo, đại đức và thượng tọa. Vấn đề còn phức tạp hơn khi cơ quan công an phát hiện ông có tới hai chứng minh nhân dân với hai số khác nhau và thậm chí còn tự nhận là cháu ruột của Hồ Chí Minh. Ngoài ra, hành vi mua đất rừng phòng hộ trái phép và xây dựng các công trình không phép của ông đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, khiến hơn 20 cán bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bị kỷ luật. Câu hỏi đặt ra là liệu Thích Trân Quang có bị truy cứu trách nhiệm hình sự Công an kinh tế cũng sẽ xem xét việc gian lận của công ty Pháp Quang Sen Hồng trong việc in ấn sản phẩm văn hóa trái phép. Nhìn chung, có thể nói rằng mùa thu này không phải là mùa héo tàn cho những kẻ lắm mưu mô như Thích Trân Quang. Từ bên ngoài, nhiều người thắc mắc vì sao ông Quang lại có thể xây dựng một mạng lưới rộng lớn từ Bắc vào Nam, đặc biệt là thông qua tổ chức chúng thanh niên. Để hiểu điều này, cần phải xem xét kỹ lưỡng các chiêu thức của ông. Ông ta đã khéo léo xây dựng hình ảnh một người đầy nhân đức, giả tạo và từ đó tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo. Đội ngũ chúng thanh niên mà ông đào tạo cũng tương tự, đạo mạo và trông có vẻ như quân tử. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là không phải ai trong đội ngũ này cũng xấu xa. Một số người trẻ thực sự tử tế, nhưng họ đã bị lừa dối bởi những lời ngọt ngào của ông Quang. Một số trường hợp bị lợi dụng một cách đáng thương. Đội ngũ này đã được phân tán khắp cả nước tiếp cận các trụ trì chùa và xin phép tổ chức các buổi tu tập nhằm thu hút sự tham gia của thanh niên và cả những người lớn tuổi. Sau một thời gian tiếp xúc, những người tích cực và nhiệt tình sẽ được kết nạp và tham gia vào các tổ chức chính thức. Mỗi người được giao vào các ban khác nhau như nhân sự, thư ký, truyền thông, văn nghệ, từ thiện. Quang còn thành lập Phật Quang Quyền, một môn võ riêng lấy danh nghĩa Phật giáo. Thích Nghiêm Giám đệ tử của ông, chịu trách nhiệm quản lý và giảng dạy môn võ này cho chúng thanh niên và các đạo tràng trên khắp cả nước. Ban huấn luyện được thành lập từ những đệ tử tinh thông võ thuật nhất, đóng vai trò chủ chốt trong các hoạt động võ thuật. Tuy nhiên, mục tiêu thực sự của việc thành lập và đào tạo đội võ này là gì vẫn là một câu hỏi lớn. Mặc dù Quang tuyên bố rằng mục đích là để rèn luyện sức khỏe, nhưng liệu có thực sự chỉ đơn giản như vậy? điều này chắc chắn khiến công chúng và những người quan tâm không khỏi thắc mắc trong tổ chức chúng thanh niên do quang lãnh đạo các thành viên được yêu cầu xưng hô với nhau bằng những cách gọi như huynh đệ tỷ và muội mang đậm dấu ấn cổ trang trung quốc điều này đã gây ra nhiều suy đoán liệu có liên hệ gì đến dòng dõi họ vương của quang hay không tuy nhiên theo lời giải thích của quang Cách xưng hô này được thiết kế nhằm tạo ra một môi trường tách biệt với xã hội bên ngoài, nơi đầy rẫy sự cạnh tranh và ích kỷ. Trong tổ chức, các thành viên chỉ có tình thương và đối xử với nhau như anh em ruột thịt. Nhưng liệu đây có phải là sự thật? Hay chỉ là một vỏ bọc cho mục tiêu xây dựng một tổ chức khép kín, tách biệt các đệ tử khỏi gia đình và thực tại? Những người tham gia dường như dần rời xa cha mẹ, người thân và chìm đắm trong thế giới ảo tưởng mà quang dựng lên quang là người đứng đầu là giáo chủ là thánh nhân là sư phụ và được các đệ tử tôn kính như một người cha thực tế nhiều thanh niên khi ở nhà có thể không giúp đỡ gia đình hay quan tâm đến cha mẹ nhưng khi đến chùa họ lại sẵn lòng làm bất cứ việc gì ở nhà họ có thể cãi lời cha mẹ nhưng trong chùa họ lại khiêm nhường ngoan ngoãn và sẵn sàng vâng lời bất kỳ ai họ thậm chí xưng con với những người xa lạ trong chùa trong khi lại không đoái hoài đến cha mẹ ở nhà không chỉ dừng lại ở việc tạo ra một môi trường tách biệt quang còn khéo léo thu hút người trẻ bằng nhiều chiêu thức các tổ chức chúng thanh niên thường thâm nhập vào các nhóm sinh viên ở các trường đại học trên toàn quốc xin phép quảng cáo về các lớp thiền miễn phí tại chùa mà không đề cập đến tổ chức chúng thanh niên kênh quang hay chùa phật quang khi các sinh viên tham gia họ mới được giới thiệu về tổ chức về Quang, một người được mô tả là bậc đạo sư, nghệ sĩ, võ sĩ, nhạc sĩ, ca sĩ và thậm chí còn mang danh tiến sĩ. Bằng cách này, mỗi tuần tổ chức thu hút hàng trăm thành viên mới, phần lớn là thanh niên trẻ, sinh viên thiếu kinh nghiệm, dễ bị dụ dỗ và thao túng. Những người trẻ này nhanh chóng bị cuốn vào thế giới mà Quang đã tạo dựng, với các hoạt động đa dạng từ tu tập, học anh, lập trình, viết kịch bản, làm MC, đến võ thuật và thậm chí có cả các lớp tiếng Trung tất cả đều miễn phí để xây dựng hình ảnh tích cực quang tổ chức nhiều hoạt động từ thiện như làm đường hè vá ổ gà phóng sinh xây cầu thu gom rác thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ những hoạt động này không chỉ giúp quang củng cố hình ảnh trước công chúng mà còn tạo nên uy tín cho tổ chức tuy nhiên đằng sau bề mặt tốt đẹp đó là những âm mưu tinh vi các đệ tử trẻ trong lúc đắm chìm vào thế giới do quang vẽ ra dần quên đi gia đình học hành và cuộc sống thực. Những hoạt động từ thiện tưởng chừng như nhân đạo nhưng lại che giấu nhiều bí mật đen tối. Nếu có cuộc điều tra sâu về tài chính và cách thức quản lý các hoạt động này, chắc chắn sẽ có nhiều sự thật gây sốc được hé lộ. Trong những cập nhật gần đây, nhiều bạn trẻ đã mất việc làm do dành quá nhiều thời gian tham gia các hoạt động Phật sự liên quan đến Quang, như các khóa tu mùa hè và đại lễ tại chùa Phật Quang. Một số người thậm chí đã xin nghỉ việc từ 2 đến 3 tháng để đi theo các hoạt động này, dẫn đến việc bị công ty chấm dứt hợp đồng lao động. Họ tin rằng tiền bạc chỉ là tạm bỡ, còn công đức mới là vĩnh viễn, dẫn đến việc dần dần quên đi trách nhiệm với cuộc sống thực tại và công việc cá nhân. Nhiều người đã từ bỏ các công việc ổn định và mức thu nhập tốt để về làm công quả cho tổ chức của Quang mà không được trả công. Chỉ có một số ít người trong nhóm chúng thanh niên là được trả lương, mề. còn đa số sống dựa vào niềm tin mù quáng vào cái gọi là công đức vô hạn. Gần đây, nhiều công ty đã phải áp dụng biện pháp quyết liệt, yêu cầu nhân viên phải lựa chọn giữa công việc hoặc việc theo đuổi các hoạt động liên quan đến quang. Kết quả là không ít bạn trẻ đã chọn rời bỏ công việc, dẫn đến tình trạng thất nghiệp và không có thu nhập. Điều này đặc biệt đáng lo ngại khi nhiều người ở độ tuổi U30, U40 vẫn đang mơ mộng với những viễn cảnh do quang vẽ ra, không có sự nghiệp ổn định, chưa lập gia đình và hoàn toàn phụ thuộc vào tổ chức này. Liệu họ sẽ tiếp tục đợi quang xây dựng viện dưỡng lão để có nơi nương tựa cuộc đời? Câu hỏi được đặt ra là khi nào những người trẻ này sẽ thức tỉnh và nhận ra rằng cả xã hội, bao gồm các cơ quan chức năng đã bắt đầu điều tra và báo chí cũng liên tục đưa tin về những hoạt động đáng ngờ của tổ chức này. Nếu cứ tiếp tục mù quáng đi theo con đường này, hậu quả chắc chắn sẽ xảy ra. Đó là quy luật nhân quả, cho đi nhưng có thể sẽ mất hết. Trong thời gian tới, nhiều khả năng sẽ có thêm các thông tin từ phía cơ quan chức năng và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi những diễn biến mới nhất. Nhiều người thắc mắc, nếu ai cũng đi tu như thầy Thích Minh Tuệ thì làm sao còn ai sản xuất lương thực để nuôi sống con người? Câu hỏi này đã xuất hiện rất nhiều trên các nền tảng mạng xã hội và thoạt nghe thì có vẻ hợp lý. Nếu tất cả mọi người đều xuất ra, ai sẽ là người trồng trọt, cung cấp thực phẩm cho xã hội và cúng dường cho các nhà sư? Gần đây, thầy Thích Minh Tuệ đã giải đáp thắc mắc này trong loạt phim tài liệu vô sở hữu của kênh Konica. Thầy chia sẻ rằng họ sang cho thức ăn dù không hết nhưng tự nói rằng không có mà ăn. Nếu cả thế giới tu hành, từ bỏ sát sinh và không làm điều ác thì tự nhiên sẽ đủ đầy, con người ăn không hết. Thầy tiếp tục nhấn mạnh rằng, trước đây con người chưa bị chi phối bởi tham, sân, si thì lúa gạo không cần phải trồng. Cứ sáng gặt, chiều có cơm ăn mà không phải lo lắng. Lúa khi ấy không có vỏ trấu, chỉ cần hái về là có thể dùng được ngay và nguồn cung không bao giờ cạn kiệt. Nhưng vì lòng tham và sự chiếm đoạt của con người thiên nhiên bị thay đổi, dẫn đến những khó khăn trong việc sản xuất lương thực như hiện nay. Thầy giải thích rằng, nếu toàn thế giới tu hành, đạo đức nhân loại sẽ tăng lên và cuộc sống trở nên dễ dàng hơn, ít bệnh tật và không còn trộm cắp. Thầy cũng so sánh với loài chim, loài thú. Chúng không cần trồng trọt, nhưng vẫn có đủ thức ăn từ thiên nhiên. Con người, do tham vọng chiếm đoạt và tích trữ, mới khiến mọi việc trở nên khó khăn thầy minh tuệ cũng chỉ ra rằng dù các nhà sư trong chùa không trực tiếp sản xuất nhưng luôn có người cúng dường đầy đủ nếu tất cả người dân việt nam tu hành những người từ nước khác sẽ mang thực phẩm đến và khi thế giới tu hành cuộc sống sẽ tự động trở nên đầy đủ không còn phải lo lắng về sự thiếu thốn cuối cùng thầy khẳng định rằng nếu mọi người đều tu tập thế giới sẽ trở thành cõi tây phương cực lạc nơi không cần làm việc mà vẫn luôn đủ đầy không có khổ đau và không ai phải làm điều ác nếu cả thế giới cùng đi theo con đường tu hành thì thế giới sẽ biến thành một nơi an lành thanh thản như cõi tây phương các bạn nghĩ thế nào về câu trả lời của thầy thích minh tuệ có vẻ như nhiều người không đồng tình đúng không nếu cả một quốc gia toàn là tu sĩ liệu các nước khác có kéo quân tới xâm chiếm và đẩy lui các tu sĩ không đây chính là sự mỉa mai của những người không ủng hộ quan điểm của thầy minh tuệ Họ lập luận rằng thầy đưa ra những lời nói thiếu cơ sở và mê tín. Một người nhận xét rằng lịch sử phát triển của loài người và khoa học đã chứng minh điều ngược lại. Với dân số 8 tỷ người hiện nay, đất đã không đủ để ở, đừng ảo tưởng về việc lúa tự mọc. Người khác còn cho rằng việc này rất nguy hiểm. Nếu một quốc gia toàn là tu sĩ, các nước khác có thể tấn công bằng vũ khí. Cả nước đi tu thì chỉ có thể trở thành thuộc địa của những nước mạnh hơn, một số người còn châm biếm nói rằng thầy nên học thêm bài học từ cuộc sống, rằng chỉ có làm việc mới mang lại kết quả. Tuy nhiên, bên cạnh các ý kiến phản bác cũng có không ít người đồng tình với thầy Minh Tuệ. Họ cho rằng thầy là người tu hành chân chính, với kiến thức sâu rộng và tầm nhìn thấu đáo. Mọi người đều có quyền nêu lên ý kiến riêng của mình và thầy Minh Tuệ cũng từng nói rằng, dù ủng hộ hay không ủng hộ thì điều đó vẫn mang lại giá trị tốt đẹp mà quan trọng là mọi người hạnh phúc thầy cũng nhấn mạnh rằng không nên tranh cãi với những ai chưa hiểu vì đó giống như tranh luận về việc quả trứng hay con vịt có trước điều đó không mang lại lợi ích gì tuy nhiên chúng ta cũng nên nhìn nhận sâu hơn về quan điểm của thầy không phải để phân định đúng sai mà để hiểu thêm về những gì thầy muốn truyền tải và áp dụng vào cuộc sống kính thưa quý vị hành giả thích minh tuệ đã, đang và sẽ mãi mãi là hình ảnh cao đẹp của một bậc chân tu, người nguyện sống đời thanh bẩn, buông bỏ mọi ràng buộc của danh lợi, vợi và dục vọng để theo đuổi con đường giác ngộ. Thầy chọn cho mình lối sống của hạnh đầu đà, hạnh khổ tu mà ít ai đủ can đảm và kiên trì thực hành trong thời đại này. Với chiếc y phấn tảo đơn sơ tự tay thầy may, với bước chân an lạc trên con đường khất thực, Thích Minh Tuệ không chỉ là một vị tu sĩ mà còn là một tấm gương sáng về sự buông xả, tinh tấn và thanh tịnh nội tâm. Nhìn vào cuộc đời của thầy, chúng ta thấy được hình ảnh của các bậc tổ sư xưa, xưa, những người đi từng bước trong chánh niệm, thầm lặng khất thực để duy trì mạng sống không vì vật chất mà vì lòng từ bi đối với chúng sinh. Sự giản dị và tâm hồn trong sáng của thầy là lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta về giá trị đích thực của đời sống tu hành, không phải là sự giàu có vật chất không phải là danh vọng hay quyền lực mà là sự giải thoát khỏi vô minh và khổ đau thế nhưng giữa những sóng gió của thời đại sự bình an và con đường khất thực của thầy đã bị gián đoạn bởi những thế lực quyền lực và ganh ghét thầy bị ngăn cản tuy nhiên trong bóng tối của sự bất công ánh sáng từ bi và trí tuệ của thầy vẫn tiếp tục soi đường cho những ai đang tìm kiếm chân lý chúng ta cùng nguyện cho thầy thích minh tuệ sớm được tự do trở lại trên con đường khất thực của mình. Chúng ta mong rằng pháp luật và lòng người sẽ trở nên từ bi hơn để vị chân tu này có thể tiếp tục truyền tải thông điệp của Phật pháp bằng chính cuộc sống giản dị và chân thật của mình. Khất thực không chỉ là một hành động xin cơm mà còn là sự trao đi lòng từ bi và gắn kết với chúng sinh, một phương cách tu tập và giác ngộ cao quý mà thầy đã chọn. Cầu mong thầy sớm được giải thoát khỏi những ràng buộc để một lần nữa bước đi trên con đường khất thực gieo duyên lành cho chúng sinh cầu mong rằng những kẻ cản đường sẽ sớm nhận ra giá trị của sự từ bi và hạnh phúc thực sự nằm ở sự buông bỏ chứ không phải là ở sự kiểm soát hay đàn áp thích minh tuệ bậc hành giả đầu đà giữa thế tục dù hoàn cảnh nào vẫn luôn xứng đáng được tôn kính và yêu thương hành trình của thầy là nguồn cảm hứng lớn lao nhắc nhở chúng ta rằng con đường giác ngộ không bao giờ dễ dàng nhưng với lòng kiên trì, từ bi và trí tuệ, Thầy đã và sẽ vượt qua mọi trở ngại, tiếp tục phụng sự chúng sinh và hoàng dương Phật Pháp. Sau đây mời quý vị nghe bài bài phỏng vấn Sư Minh Tuệ đặc biệt ngày 22 tháng 10, 2024 do nữ thi sĩ Phạm Hiền Mây biên soạn với chủ đề Con chỉ ba y một bát. Quý vị cùng chúng tôi nghe từng câu từng lời bài phóng sự này để cảm nhận được sự đức hạnh của Ngài Minh Tuệ. Một hỏi, sắp tới đây, Sư sẽ đi về gia lai à? Đáp, tâm nguyện của con là về gia lai. Đêm con ở Huế, người ta đưa con về gia lai. Sau đó, con có gặp một số phật tử tại đây, họ mời con về địa phương họ để khất thực, để họ được bố thí, cúng dường và con có nhận lời. Ít lâu sau, con xin xuống khánh hòa. Cho đến nay, lòng con vẫn luôn ái náy về lời hứa ấy. Nếu nói là tâm nguyện, thì tâm nguyện của con chính là muốn được hoàn thành lời đã hứa ấy. Con là người tu hành hứa mà không thực hiện được khác gì nói dối làm sao mà con an tâm tu hành được tâm nguyện của con bây giờ chính là con được về nơi con đã hứa với bà con a di đà phật a di đà phật hai hỏi khi sư về gia lai thì chỗ sư ở có phải là công ty phát tâm thiên định tuệ không ạ à? đáp không bị ngăn cản không có trở ngại gì không liên quan tới ai thì con sẽ ở ngoài nghĩa địa như từ trước tới nay bằng như không được thì hoặc khu vực hay thôn xóm nào yên tĩnh cho con được khất thực tu hành tốt. Những chỗ đông đúc quá, con khó yên tĩnh để tu hành cho tốt đẹp. a di đà Phật. a di đà Phật. Bài. Hỏi. Có người nói, việc tu hành của sư là chống phá đạo Phật, chống phá giáo hội. Xin sư cho biết ý kiến của sư về dư luận này. Đáp. Con vẫn luôn giữ đủ các giới luật của một người tu hành. Chính giới luật ấy, Phật Pháp ấy là bùa hộ mệnh của con, là chỗ dựa của con, bảo vệ con, giúp con giữ được các phẩm hạnh tốt đẹp của một hành giả. Không chỉ thế, giới luật và Phật Pháp còn là niềm tin của con trên bước đường tập học. Những hành vi như sát sanh, trộm cắp, nói láo, không làm theo lời Phật dạy mới là những hành vi phạm giới và phá hoại Phật Pháp. Không một ai có thể phá hoại được giáo Pháp của Phật. Hàng bao ngàn năm nay, giáo Pháp ấy vẫn luôn nguyên vẹn. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. 4. Hỏi Có người nói, Việc sư cho phép các YouTuber, TikToker quay video, quay TikTok, cũng như việc sư đi khất thực, đã lôi kéo theo nhiều người. Rồi nhân đó, tôn xưng sư là Phật, là A-La-Hán. Xin sư cho biết suy nghĩ của sư về những luồng dư luận này. Đáp, từ trước tới nay, con vẫn luôn thưa rõ với mọi người là con đang tập học theo 13 hạnh đầu đà mà Đức Phật đã dạy. Con tu hành theo lời Phật dạy, nhằm bồi đắp công hạnh công đức cho 13 la mật của con. Con không là thánh, càng không phải là Phật, con hiện cũng chưa thành gì cả con bây giờ vẫn đang thực hành giới hạn ba y một bát khất thực xin ăn không tài sản không chùa triển gìn giữ đạo đức gìn giữ sự chân thật cho chính mình con hoàn toàn không lôi kéo ai con không tham gia vào bất kỳ một tổ chức hay một đảng phái nào cả con cũng không làm kinh tế với ai không hưởng các lợi nhuận từ bất kỳ cá nhân nhóm hội nào người ta yêu mến hay người ta ghét bỏ con đó là thái độ của người ta lời nói của người ta, trách nhiệm của người ta, việc của người ta. Việc của con là tập học, là thực hành hạnh khất thực, ba y một bát mà Phật đã dạy. Lời dạy của Phật, tránh pháp Phật là niềm tin của con, là nơi nương tựa của con và hộ trì cho con. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hỏi, có người nói sư xuất gia tu hành là chỉ để cho mình, chớ chẳng mang lại lợi ích gì cho ai. Sư nghĩ sao về nhận xét này? Đáp, tu riêng cho mình cũng có, như các bậc thanh văn, tu thiền định. Khi các vị ấy chứng ngộ, giải thoát rồi, các vị ấy không nói cho ai nữa, không độ thoát cho ai nữa. Còn tu theo Đức Phật như Lai, phát nguyện tu thành tránh đẳng tránh giác, thì giải thoát rồi vẫn đi gieo duyên, tiếp xúc với chúng sinh, nói giao lý cho chúng sinh nghe, độ cho chúng sinh, giúp chúng sinh được an lạc. Giải thoát thì tu ấy vẫn được xem là vì lợi ích của mọi người. A-di-đà Phật A-di-đà Phật 6. Hỏi: Có người nói sư có liên quan đến nhóm tu đạo nhân quả, có đúng như vậy không, thưa sư? Đáp: Con có thể khẳng định ngay, con không liên quan gì với nhóm tu đạo nhân quả. Con chỉ tập học theo lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thực hành 13 hạnh đầu đà, sống ba y một bát, lấy chánh pháp tu thiền định, phát nguyện thành vô thượng chánh đẳng giác thôi, con không biết gì về đạo nhân quả. Con cũng không biết họ có tu theo đạo Phật không con không liên quan và cũng không hề trao đổi, chia sẻ điều gì với họ. Khi con đi khất thực ở Hà Tĩnh, con có thấy họ đi theo phát tờ rơi, con tỏ thái độ không đồng ý và nói với họ, đừng đi theo con nữa. a di đà Phật a di đà Phật 7. Hỏi Ở bên đạo Phật giáo hòa hảo của chúng con, cũng thờ Phật, niệm hồng danh Đức Phật a di đà Đức Phật Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con xin được hỏi Sư, Sư có biết gì về đạo của chúng con không ạ? Đáp thường có biết, còn có biết nghe nói tới Phật giáo hòa hảo, con rất tôn kính Phật giáo hòa hảo. Lúc con vào miền Nam khất thực, con cũng đã có duyên gặp gỡ một số vị hành trì. Con nhận thấy việc tu hành của các vị theo Phật giáo hòa hảo của Huỳnh giáo chủ rất tốt. Với con, đạo nào đem lại lợi ích đạo đức, giúp mọi người sống hạnh phúc, an lạc, không nuôi hận thù, không tham si, không sân hận, đều là đạo tốt đẹp. Con tôn kính họ, tán thán họ, học tập họ cả Phật giáo hòa hảo và cao đài. Những người theo Phật giáo mà tham lam lừa đảo, thì con cũng vẫn không tôn kính. A-di-đà-phật A-di-đà-phật 8. Hỏi Các cư sĩ tu tại gia, phát nguyện tu giải thoát, thì họ có thành tựu đạo quả không ạ? À? Con xin thỉnh những lời pháp thoại của sư để chia sẻ cùng quý Phật tử và cộng đồng, những người yêu quý Phật Pháp, lan tỏa tình yêu thương, giác ngộ, buông bỏ được tham sân si cũng như là nhân ngã. Đáp Dạ Tuy mức độ, họ vẫn có thể thành tựu được đạo quả, như quả dự lưu, quả nhất lai, quả bất lai, quả a la hán. Trước khi Phật Thích Ca nhập diệt, ai đủ ba la mật hạnh nguyện đều được Phật tế độ thành a la hán giải thoát. Cho đến nay, giáo pháp của Đức Thế Tôn vẫn còn tồn tại, được lưu giữ, được truyền thừa từ đời này qua đời khác, nên bất kỳ ai đủ được hạnh nguyện ba la mật tích lũy từ nhiều đời trước đến nay, tu theo chánh pháp thì họ vẫn thành được a la hán, thành tựu các quả vị để giải thoát theo nguyện hạnh của họ ngay cả các vị cư sĩ tu tại gia nếu tu tinh tấn tránh niệm tâm thoát ly được tham ái họ cũng có thể thành tựu quả dự lưu quả nhất lai hoặc họ sẽ trở lại bảy đời nữa hay theo từng quả vị đó họ cũng giải thoát không bị đọa vào đường ác gặp được chánh pháp tu theo chánh pháp đủ công đức đủ phước báo họ sẽ thành tựu và đi đến giải thoát tu sĩ mà phạm giới phá giới thì cũng không thể giải thoát tu theo chánh pháp, đủ công đức, đủ phước báo, họ sẽ thành tựu và đi đến giải thoát. Cư sĩ tại gia và tu sĩ, nếu đủ đức tin, có tinh tấn, có chánh niệm, có giới định tuệ, là đều có thể đi đến con đường giải thoát. Tu đúng theo lời Phật dạy, thì tất thảy đều có kết quả. Thực hành đúng bác tranh đạo ở đâu, thì sẽ có A-la-hán ở đó. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. 9. Hỏi Có người nói, hạnh đầu đà là của Ngài Đề Bà Đạt Đa Đề ra không nằm trong chánh pháp, trong giáo lý của Đức Phật. Xin sư chia sẻ thêm về thắc mắc này. Đáp, Đề Bà Đạt Đa vốn là đệ tử của Đức Phật. Từ khi nghe Đức Phật giảng, thì mới bắt đầu có Phật Pháp, thì mới bắt đầu có Pháp Tu. Làm sao mà Đề Bà Đạt Đa thành đạo trước được mà đề ra hạnh đầu đà này? Trong kinh điển, có ghi rõ về cách thức tu tập 13 hạnh đầu đà, cũng như ghi rõ việc thực hành 13 hạnh đầu đà này từ bỏ được sân hận, si mê, sẽ đưa đến thành tựu tốt đẹp, đưa đến giải thoát. Thực hành đúng, tốt theo lời Phật dạy thì mới có thành tựu, kể cả Bồ đề đạt ra, kể cả các vị đã thành. Chớ còn chỉ ngồi nói mà không lo tu thì không thể nào thành được. Phải ứng dụng vào đời sống tu hành, phải thấy rõ được chính mình, rốt ráo xả ly tham, xả ly mục đích, xả ly quyền lợi, danh vọng thì mới đạt đến giải thoát. Tu theo 13 hạnh đầu đà là một pháp tu được Đức Phật thuyết lại và có ghi rõ trong kinh điển, lưu truyền cho đến ngày nay. Con chưa từng đọc trong kinh sách nào mà lại nói rằng 13 hạnh đầu đà là của Bồ Đề Đạt Đa cả. Nếu mọi người thấy phần trình bày của con ở trên vẫn chưa đủ thuyết phục, vẫn còn nhiều nghi vấn, thì mọi người hoặc có thể tự tìm hiểu thêm, hoặc có thể nhờ các vị cao tăng, đức cao vọng trọng giải đáp dùm. Tốt nhất là cứ tự mình trải nghiệm, kiểm nghiệm, thực hành thì sẽ càng thấy, biết rõ hơn về hạnh đầu đà đức phật cũng có nói khi nghe các vị thần thánh hay các vị đạo sư hay kinh điển nói mà vội xác quyết mà vội tin ngay hãy cứ thực hành nếu thấy việc thực tập đem lại cho mình an lạc hạnh phúc trí tuệ đem lại giải thoát thì lúc ấy tin những lời dạy đó chính là lời của như lai cũng không muộn ngược lại nếu thực hành mà thấy mình không buông xả được tham sân si thì đó không phải là lời của như lai đó là ác pháp cũng không nên khẳng định như thế này lý luận như thế kia mà đâm ra cãi cỏ. Hãy cứ thực hành, trải nghiệm, kiểm chứng. Nếu không an lạc thì mình loại bỏ, mà an lạc thì mình tiếp tục hành trì. a di đà Phật, a di đà Phật. 10. Hỏi Gần đây, có một doanh nhân là bà Nguyễn Phương Hằng có phát biểu rằng sẽ phân tích việc tu tập của sư đúng chỗ nào, sai chỗ nào. Phát biểu này của bà làm dậy lên làn sóng của dư luận trong suốt nhiều ngày qua. Rất mong nhận được sự chia sẻ của sư về phát biểu nói trên của bà Phương Hằng. Đáp dạ, việc tu tập của con, ai muốn nói đúng cũng được, ai muốn nói sai cũng được, con tu là việc của con, tốt đẹp là tốt đẹp cho con. Nên ai nói sao cũng được, quyền nói là quyền của họ. Phật pháp hữu duyên thì con chia sẻ. Con đã chọn con đường tu hành rồi thì con không còn màng đến danh lợi, không đua chen, cũng không dùng tới lý lẽ để tranh hơn thua. Tôi đúng, ông sai, bà sai. Con cũng không quan tâm đó là lời của ai? Con chỉ theo đuổi và đặt hoàn toàn niềm tin của con vào Đức Thế Tôn. Con chỉ tinh tấn, chánh niệm, soi dọi lại chính mình, xem con đã tu tập đúng, tốt chưa? Con không có đệ tử, không lôi kéo và cũng không xua đuổi ai. Về công ty thiên định tuệ gì đó, nếu anh Tuấn phát tâm, làm không vì danh, vì lợi, với mục đích giúp đỡ cho con và cả những người tu hành khác, cũng như giữ được sự thanh tịnh, thì con sẽ tán thán, hoan nghênh và con về sống với họ ngược lại chỗ đó bất tịnh hoặc liên quan đến danh lợi đến tổ chức đến đảng phái thì con quyết không đồng ý không hoan nghênh họ làm ra thì đó là việc của họ con cũng sẽ né tránh con chỉ muốn đến những chỗ thanh tịnh để con tu hành thôi hạnh tu đầu đà của con không cần gì không sở hữu gì con chỉ ba y một bát trở lại chuyện nói con đúng hay sai hoặc nói pháp này đúng pháp kia chật là tùy họ nếu là đúng thì họ cứ việc tu cho họ. Còn con, con đã nguyện tu theo hạnh đầu đà, đúng sai con tự chịu. Đúng thì con hưởng phước, sai thì con lãnh nghiệp. Họ đến để tốt đẹp với con, con cũng bình thường. Họ đến để ghét bỏ con, con cũng bình thường. Với con, mọi người đều bình đẳng, ai cũng như ai. Con không vì người này tốt với con mà con hoan hỷ. Con không vì người kia khét bỏ con mà con sân hận. Con đã xả bỏ từ lâu những tham dục, sân hận, si mê. Họ muốn làm gì, thì đó là việc của họ. Danh lợi, đảng phái, con không liên quan. Con chỉ liên quan đến việc giữ giới luật, đạo đức tu tập, thực hành hạnh yểm ly. Sống một đời sống tu hành, phạm hạnh, cao thượng. a di đà Phật, a di đà Phật. 11 hỏi. Có người nhận xét, mỗi khi sư khoác lên người bộ y nhiều màu, mà nếu như trong đó có màu đen, là y như rằng lần đó có chuyện xảy ra. Sư có thể nói vài lời với chúng con về việc này không ạ? À? Đáp. Y đắp của con gọi là phấn tảo y được may từ những mảnh vải vụn hoặc quần áo cũ người ta đã vứt bỏ đi nhặt được màu trắng thì con may màu trắng nhặt được màu đen thì con may màu đen nhặt được màu gì con may màu ấy chỉ cần miếng vải ấy còn chắc chắn có thể sử dụng được con không chủ ý đi tìm màu đen con cũng không chọn lựa màu gì nhặt được bất kỳ màu gì trước thì con may trước màu ấy ngày trước đi khất thực con mặc phấn tảo y nhiều màu gặp người ta họ cũng nói này nọ con cũng có nói với họ, đừng mắc, chấp y áo mà làm chi. Con voi, nó có cặp ngà là quý giá nhất, và nó bị người ta săn đuổi, bức hại, giết chết, cũng vì cặp ngà quý giá ấy. Nhưng nay, cũng có thể vì y áo này của con, mà người ta gây khó dễ cho con, làm hại con. Con nghĩ hay thôi, con bỏ áo này đi, không mặc nữa. Nhưng rồi niềm tin đã ngăn suy nghĩ ấy của con. Con đã phát nguyện theo 13 hạnh đầu đà, kể cả có chết, thì con cũng được chết trong Pháp con không cần phải sợ hãi gì cả. Có chết, con cũng không lo âu. Có chết, con cũng hoan hỷ. Có chết, con cũng thấy mình xứng đáng. Nên được chết trong chánh pháp, con cũng vẫn hoan hỷ. Con voi, vì cặp ngà của nó mà nó phải chết, nó cũng vẫn hoan hỷ, chứ nó không bỏ ngà mà chọn sống. Nên con, vì bộ phấn tảo y này mà con phải chết, con cũng vẫn vui vẻ, sẵn sàng. Chứ con không vì phấn tảo y mang lại sự nguy hiểm cho con, mà con bỏ, để lựa chọn an toàn cho sự sống của mình. Một khi con đã chọn cho mình con đường tu hành vô thượng tránh đẳng giác, nguyện đi theo con đường phạm hạnh của Đức Phật, thì dẫu có bỏ mạng, con cũng cúng dường đến Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, mười phương chư Phật, con vui vẻ đi theo và không còn điều gì để phải hối tiếc nữa. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. 12. Hỏi: Sư tu hạnh đầu đà, bộ hành tam y nhất bát, mà sao lại có người kỳ thị, chống đối, bôi nhọ đủ thứ, thì đó có gọi là duyên không ạ? À? Đáp: Dạ, có thể là do Ma Vương. Khi con bắt đầu bộ hành, khất thực, con được nhiều người thương mến, giúp đỡ và thậm chí đi theo. Nếu Ma Vương không muốn người của họ đi theo con, cũng như khi năng lực của con chuyển thành tránh đẳng tránh giác, con sẽ bị họ đố kỵ, ganh ghét và làm nhiều cách nhằm chi phối con. Nhưng nếu con tu hành đủ thời gian, viên mãn, đầy công đức, đủ ba la mật thì nó cũng sẽ không phá con được nữa thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thiên ma ba tuần, họ tới tìm mọi cách để ngăn cản. Nói chung là họ không thích mình mang đến sự giải thoát. Họ chỉ muốn họ có quyền năng chi phối để mọi người phải tiếp tục cúng dường hầu hạ họ. Nhưng cũng đừng có sợ họ, cũng nhờ có họ cản trở mà mình mới diệt dục được. Dẫu họ có ngăn cản thế nào mà mình vẫn cứ giữ được đạo hạnh của mình thì họ cũng không thể làm gì mình được. Họ không thể làm gì được với đạo giải thoát của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. A-di-đà Phật A Di Đà Phật. Mời hỏi. Xin sư cho chúng con biết thêm về pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh có thành tựu tốt đẹp trong đời này không ạ? À? Đáp. Vâng, pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh ở đời này, ai thực hành niệm Phật đầy đủ mười tâm thủ thắng cùng với ước nguyện của mình sẽ thành Phật. Trong quá khứ, các vị Phật tránh đẳng giác nhiều như cát sông hằng, hằng hà sa số các vị Phật, chứ không phải chỉ mỗi Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật Thích Ca Mâu Ni là đời cuối cùng, gần nhất đây thôi. Những vị Phật ở trước thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, họ vẫn có những năng lực, những nguyện hạnh của họ, nên khi mình niệm về đó, sẽ tương ưng. Tương ưng nghĩa là, lấy ví dụ như, Thầy tu theo đạo Phật, nhưng Thầy có duyên với vị Thầy này. Con cũng tu theo đạo Phật, nhưng con lại có duyên với một vị Thầy kia. Cứ thực hành đúng giáo Pháp. Niệm Phật Thích Ca Mâu Ni cũng về được. Niệm Phật A Di Đà cũng về được. Niệm bất kỳ một vị Phật nào, đúng giáo lý, đúng giáo pháp, ngay trong đời này cũng đều thành tựu, cũng đều về với Đức Phật. Tất cả chỉ với ý nguyện tu thành bậc tránh đẳng giác, đặng cứu độ chúng sinh. Ngay cả khi ngài đang trên con đường tập học thì việc ngài đi từ Nam ra Bắc và ngược lại, từ Bắc vô Nam, đội nắng dầm mưa, chỉ bằng đôi chân trần, suốt 6 năm dòng giá với bốn lượt ra vào, cũng chỉ cốt để trước là rèn luyện mình sau là gieo duyên để bá tánh được thực hành bố thí cúng dường và nhận lại vô cùng công đức tôi không dưng cũng muốn khóc hết nước mắt thôi như em đạt nhỏ và nhớ quá chừng chừng những tháng ngày ngài còn tự do trên bước đường tu tập những tháng ngày nhìn thấy nụ cười thiệt tươi của ngài cùng dáng gầy gò cùng bước chân thoăn thoắt nhanh nhẹn của ngài ngài đi như vậy từ thành thị đến thôn quê từ phố cao nhà rộng đến sơn cùng thủy tận đến đâu ngài cũng tặng một nụ cười hiền tử thân thiết đến người dân đến đâu uống hớp nước ngồi nghỉ chân bên vệ đường hay bên bờ ruộng vắng ngài đều có thể chia sẻ những thắc mắc về phật pháp hay về đời sống đến đâu ngài cũng mang lại một cảm giác ấm áp an ủi cảnh nghèo khó vỗ về cảnh đầy đủ nhưng lại lắm bất chắc lo âu đến đâu ngài cũng khuyên tu đi làm lành lánh dữ thì mọi việc sẽ tốt đẹp cả khi cất bước lên đường chia tay rồi mà bao vấn vương vẫn còn bên người ở lại. Khi ngài chắp tay cầu nguyện, con xin chúc mọi người được vui vẻ, hạnh phúc. Quốc bảo, sư minh tuệ, chính là quốc bảo. Ngài là báu vật sống của quốc gia. Tôi ước mơ có một ngày bất chợt, ngài xuất hiện, hệt như xưa, cũng vẫn nụ cười tươi tắn thân thương, vẫn vóc dáng gầy gò kham nhẫn, sau những chào hỏi, trò chuyện, là lại một mình, vào rừng, khuất sau những dạng cây, thoát ẩn, thoát hiện. Phi phạm, tôi cũng ước mơ nước tôi sẽ là một điểm đến thú vị của thế giới khắp nơi đồn đái khắp nơi tò mò bán tín băng nghi và người ta muốn thử độ may mắn của mình khi quyết định du lịch đến việt nam và biết đâu sẽ gặp được nhân vật tưởng huyền thoại mà có thực của việt nam đó là một hành giả ốm nhách ốm nhom mặc cái áo nhiều màu được may tay rất đẹp lúc nào cũng cười và cương quyết không nhận bất kỳ gì bất kỳ giúp đỡ gì bất kỳ đề nghị gì ngoài nhận bố thí bữa ăn duy nhất trong ngày Tôi ước mơ và biết đâu xin được thay mặt cho tất cả những người đã đang và sẽ tiếp tục tin tưởng ngưỡng mộ, kính trọng sư Minh Tuệ, kính chúc sư Minh Tuệ chân cứng đá mềm và được Đức Phật độ trì cho ngài tu hành chóng thành đạo quả. Xin tán thán công đức sư Minh Tuệ. Cảm ơn bạn Phước Nghiêm, người thực hiện buổi phỏng vấn từ xa với sư Minh Tuệ, rất đặc biệt và độc đáo này. Cảm ơn KTS Lan Võ, người đã giúp tôi có những bức hình minh họa đẹp và ý nghĩa suốt nhiều năm qua. Thân mến, chúc tất cả bạn đọc gần xa được vui vẻ và hạnh phúc. Kính thưa quý vị, trong suốt một thời gian dài, dư luận đã có nhiều phản ứng trái chiều về các bài giảng của Thích Trần Quang, đậm chất nghiệp báo nhân quả. Những điều như hát karaoke, đi du lịch hay thậm chí tập gym cũng bị cho là sẽ gặp quả báo. Nhiều người đã cảm thấy vô lý vì các quan điểm này dường như sai lệch rõ ràng. Vậy mà những người ủng hộ Thích Trần Quang lại đem danh hiệu tiến sĩ của ông ra để biện minh. Ừ thì, một người có bằng tiến sĩ có lẽ sẽ nói những điều có cơ sở, nhưng đến khi có sự can thiệp từ chính quyền, chân tướng của vị tiến sĩ trong dấu ngoặc kép này mới dần lộ ra. Câu hỏi đặt ra là, một tiến sĩ như thế nào mà chỉ mất một khoảng thời gian ngắn đã nhận được bằng cấp? Đề tài nghiên cứu của ông cũng khá kỳ lạ, một người bình thường có thể dễ dàng nhận thấy rằng để đạt được những thành tựu như vậy mà không cần phải trải qua các bước học tập cơ bản là điều rất khó tin. Ông tiến sĩ này chỉ mất khoảng 2 năm để hoàn thành quá trình nghiên cứu. Điều này chắc chắn làm dấy lên những nghi ngờ về khả năng tồn tại của hành vi gian lận, sử dụng mối quan hệ hoặc các thủ đoạn để đạt được bằng cấp từ các trường đại học vốn có uy tín. Tồi tệ hơn nữa, hiện tượng này không chỉ phản ánh vấn đề cá nhân mà còn phơi bày một sự bất cập nghiêm trọng trong hệ thống giáo dục. Khi những người không có nền tảng học vấn cơ bản có thể dễ dàng tốt nghiệp đại học, thậm chí đạt tới danh hiệu thạc sĩ hay tiến sĩ thì đó là một dấu hiệu cảnh báo về sự yếu kém trong quản lý và giám sát chất lượng giáo dục. Nền giáo dục quốc gia sẽ bị ảnh hưởng xấu nếu bằng cấp được cấp một cách dễ dãi và không phản ánh đúng năng lực thực sự của người học. Một câu hỏi khác là Liệu vị nghiên cứu sinh này có tài năng vượt trội nào đó để có thể vượt qua tất cả các quy trình và hoàn thành luận án tiến sĩ nhanh chóng như vậy? Thực tế chứng minh rằng, dù có tài năng đến đâu, người ta cũng không thể thay thế các nền tảng kiến thức cơ bản, mê, đặc biệt trong các lĩnh vực học thuật và nghiên cứu. Một người dù thông minh xuất chúng cũng khó có thể hoàn thành được các yêu cầu học thuật mà không cần trải qua quá trình học tập và rèn luyện nghiêm túc và rồi khi đi sâu điều tra, sự thật gây sốc đã được phơi bày. Hóa ra vị tiến sĩ nghiệp báo này thậm chí chưa tốt nghiệp cả cấp 3. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau khi xem xét và phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh, đã phát hiện rằng ông Vương Tấn Việt, tên thật của Thích Trần Quang, đã sử dụng bằng cấp 3 bổ túc văn hóa không hợp lệ. Chính ông Vương Tấn Việt cũng đã thừa nhận điều này. Do đó, Bộ Giáo dục đã yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học có liên quan thu hồi văn bằng đã cấp cho ông theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời tiến hành giả soát quy trình đào tạo để ngăn chặn những trường hợp tương tự xảy ra trong tương lai. Theo thông tin từ Đại học Luật Hà Nội, ông Vương Tấn Việt từng tốt nghiệp ngành tiếng Anh tại Đại học Hà Nội vào năm 2011. Đến năm 2017, ông theo học văn bằng hai ngành luật tại Đại học Luật Hà Nội, theo hình thức vừa làm vừa học tại trường Cao đẳng Bách Việt, thành phố Hồ Chí Minh và tốt nghiệp vào tháng 1 năm 2019. Sau đó, ông tiếp tục trúng tuyển chương trình nghiên cứu sinh tại Đại học Luật Hà Nội vào cuối năm 2019. Tuy nhiên, với những thông tin gian lận bằng cấp này, rõ ràng những danh hiệu ông đạt được đang bị đặt dấu hỏi lớn về tính hợp pháp và đạo đức học thuật. Vào ngày 26 tháng 12 năm 2019, Ông Vương Tấn Việt chính thức được công nhận là nghiên cứu sinh theo quy định số 5114 của Trường Đại học Luật Hà Nội, chuyên ngành Luật Hiến pháp và Hành chính. Sau đó, vào ngày 9 tháng 12 năm 2021, ông đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp trưởng tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Đến ngày 17 tháng 3 năm 2022, ông được cấp bằng tiến sĩ luật, chuyên ngành Luật Hiến pháp và Hành chính. Theo thông tin từ trường Đại học Luật Hà Nội. Quá trình đào tạo của ông Vương Tấn Việt, tính từ khi ông được công nhận là nghiên cứu sinh vào tháng 12 năm 2019 cho đến khi nhận được bằng tiến sĩ vào tháng 3 năm 2022, kéo dài trong khoảng 2 năm. Tuy nhiên, do phát hiện việc ông sử dụng bằng cấp 3 giả, toàn bộ các văn bằng mà ông đã nhận từ các cơ sở giáo dục đại học sẽ bị thu hồi và không được công nhận theo quy định pháp luật. Luật sư An Bình thuộc đoàn luật sư thành phố Hà Nội giải thích rằng theo điều 3 văn mố của Bộ Luật Hình sự 2015 được sửa đổi, bổ sung vào năm 2017, hành vi sử dụng giấy tờ giả bao gồm việc làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức hoặc sử dụng các tài liệu, con dấu giả để thực hiện hành vi trái pháp luật có thể bị xử lý hình sự. Cụ thể, theo quy định pháp luật, người làm giả hoặc sử dụng giấy tờ Tài liệu giả của cơ quan tổ chức để thực hiện hành vi trái pháp luật có thể bị phạt tiền từ 30 triệu đến 100 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 2 năm. Nếu phạm tội thuộc các trường hợp như có tổ chức, phạm tội nhiều lần hoặc làm và sử dụng từ 2 đến 5 con dấu hoặc giấy tờ giả. Người vi phạm có thể bị phạt tù từ 2 đến 5 năm. Ngoài ra, các hành vi có yếu tố thu lợi bất chính từ 10 triệu đến dưới 50 triệu đồng hoặc tái phạm nguy hiểm cũng bị xử lý nặng. Trong trường hợp nghiêm trọng hơn như việc làm giả 6 con dấu, tài liệu trở lên hoặc sử dụng giấy tờ giả để thực hiện các tội phạm nghiêm trọng, người vi phạm có thể phải đối mặt với mức án tù từ 3 đến 7 năm, kèm theo phạt tiền từ 5 triệu đến 50 triệu đồng. Như vậy, việc sử dụng bằng cấp giả là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Để xác định trách nhiệm hình sự cần xem xét mục đích sử dụng giấy tờ giả có nhằm lừa dối cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác hay không. Nếu có, người vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự theo khoản 1 điều 3341 Bộ Luật Hình Sự. Trong trường hợp chưa đến mức truy cứu hình sự, hành vi này có thể bị xử phạt hành chính theo quy định tại khoản 3 và khoản 5 điều 16 của Nghị định số 138-2013 của Chính phủ. Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Thực tế, trường hợp của ông Thích Trân Quang không phải là trường hợp duy nhất. Trước đó, đã có nhiều cá nhân bị thu hồi văn bằng đại học, thạc sĩ và thậm chí cả tiến sĩ do sử dụng giấy tờ giả. Điều này cho thấy hệ thống kiểm tra và giám sát hiện tại vẫn còn nhiều kẽ hở, tạo cơ hội cho những hành vi gian lận và thiếu minh bạch tồn tại. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh đối với hệ thống giáo dục tại Việt Nam. Để khắc phục tình trạng này, cần thực hiện cải cách toàn diện từ việc tăng cường tự chủ học thuật nhưng siết chặt trách nhiệm giải trình đến việc cải tiến quy trình đào tạo và đánh giá. Đồng thời, cần tăng cường công tác giám sát và kiểm soát từ các cơ quan quản lý để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và liêm chính trong hệ thống giáo dục. Trong những ngày gần đây, Thích Trân Quang đã trở thành tâm điểm của dư luận với hàng loạt vụ việc gây tranh cãi. Từ những buổi thuyết pháp có nội dung gây xôn xao đến việc bằng cấp giả bị phanh phui và gần đây nhất là việc lấn chiếm đất phòng hộ. Điều này đặt ra câu hỏi tại sao ông Quang vẫn chưa bị xử lý theo pháp luật mà chỉ bị ngăn chặn tạm thời trong một số hoạt động. Liệu thích chân Quang có còn xứng đáng giữ chức trụ trì tại chùa Phật Quang hay không? Nếu ông bị yêu cầu từ chức, câu hỏi đặt ra là ông có phải ra đi trong cảnh trắng tay hay sẽ ôm theo khối tài sản khổng lồ? đã thu góp từ Phật tử trong suốt nhiều năm qua. Mới đây, trên mạng xã hội đã xuất hiện một bài viết từ một tác giả giấu tên với tựa đề "Thích Trân Quang xây dựng tất cả để ra đi tay trắng". Việc Thích Trân Quang bị bắt giữ chỉ còn là vấn đề thời gian. Ông ta có thể còn được tự do thêm khoảng một tháng nữa. Khi thời điểm đến, uy tín và danh dự của ông sẽ sụp đổ hoàn toàn. Những tưởng rằng một vị tu sĩ sẽ đóng góp tích cực cho Phật giáo Việt Nam. Nhưng thay vào đó, ông ta đã gieo rắc nhiều tệ nạn, phá hoại hình ảnh của đạo Phật. Hơn 60 năm cuộc đời, thích chân quang không ngừng làm trái giới luật mà không hề tỏ ra hối lỗi. Ông ta vẫn cố bám vào quyền lực và thúc ép đệ tử của mình phải tuân theo. Những lời giảng dạy của ông, dù nghe qua như mang tinh thần đạo lý, thực chất lại chỉ để hướng người nghe lệch lạc khỏi con đường chính pháp, lợi dụng lòng tin để trục lợi và dụ dỗ Phật tử phải cung phụng một cách mù quáng. Nhiều người đã mất mát không chỉ tiền bạc mà cả sự nghiệp, tuổi thanh xuân và gia đình vì tin theo ông. Dù tuổi đã ngoài 60, thay vì sống yên tĩnh, thích chân quang lại còn khoe khoang về những bằng cấp giả mạo. Đạo hạnh của ông ngày càng suy giảm, không ngần ngại xúc phạm các vị chân tu khác, dù họ chưa từng làm gì tổn hại ông. Bài viết còn nhấn mạnh rằng theo luật nhân quả, những hành động sai trái của Thích Trân Quang sẽ sớm bị vạch trần. Chùa của ông sẽ có người khác tiếp quản. Đệ tử ông sẽ tìm đến các thầy khác và khối tài sản ông tích góp sẽ không còn thuộc về ông nữa. Cuối cùng, chỉ còn lại những nghiệp ác mà ông sẽ phải gánh chịu. Trong phần tiết lộ, tác giả còn nhắc đến việc Thích Trân Quang nhận các khoản thu nhập định kỳ từ các khóa thiền và buổi giảng Pháp thường được tổ chức tại Chùa Từ Tân, Chùa Phật Học Xá Lợi ở Vĩnh Long hay Chùa Xá Lợi tại quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Với tất cả những thông tin trên, sự nghiệp và danh dự của Thích Trân Quang có vẻ đang dần đi đến hồi kết. Câu hỏi đặt ra là liệu ông ta sẽ đối mặt với hậu quả như thế nào và Đạo Phật Việt Nam sẽ phải làm gì để khắc phục những hệ lụy từ hành động của ông?